Vậy virus corona hay COVID-19 là gì? Đó là một loại virus có thể làm cho con người bị mắc bệnh. Những người bị mắc bệnh do virus này sẽ cảm thấy cơ thể bị mệt mỏi, ốm nhẹ. Một số người bị sốt, ho và đau họng. Thỉnh thoảng ho nhiều làm cho họ bị khó thở. Con người bị nhiễm bệnh như thế nào? Nếu một người bị nhiễm virus COVID-19 mà hắt hơi hoặc ho, mầm bệnh trong người họ sẽ bị đẩy ra ngoài cơ thể, từ những giọt bắn li ti trong nước bọt lan vào không khí. Những bộ phận trên cơ thể như miệng, mắt hoặc bên trong mũi là những bộ phận làm cho virus có thể xâm nhập vào cơ thể của con người. Vậy phải làm gì để ngăn không cho virus xâm nhập vào cơ thể người? Chúng mình hãy cùng nghe lời khuyên của bác sĩ nhé. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy ít nhất 30 giây hoặc nước vệ sinh tay có chứa 60% độ cồn trở lên. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Khi cần đến nơi đông người phải đeo khẩu trang và rửa tay ngay khi có thể. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe. Các bậc phụ huynh và các con hãy nhớ làm theo lời bác sĩ dặn nhé. Và để bảo vệ cho sức khỏe gia đình mình, phòng tránh được dịch COVID-19 cũng như các bệnh liên quan đến đường hô hấp, chúng mình hãy cùng tuân thủ theo đúng các nguyên tắc sau đây.